trì, kính thưa ni sư Giới Hương và sư cô cùng tất cả các quý Phật tử tại chùa Vạn Hạnh. Ngày hôm nay thì mà nhân duyên của chùa Vạn Hạnh được ni sư Giới Hương, chúng ta có cái may mắn là ni sư Giới Hương đến để mà cho chúng ta một thời pháp. Thì theo như quán chân biết thì ni sư Giới Hương là trụ trì ở chùa Hương Sen ở bên Mỹ, ở Cali bên Mỹ. Trong chuyến đi hoằng pháp lần này, ni sư Giới Hương đến Canada thì ni sư đã đi từ Montreal đến Toronto rồi bây giờ đến California. Thì đó là những gì mà quán chân biết được. Và thêm một cái nữa là sẵn đây thì quán chân cũng xin thưa với các anh chị luôn là ni sư đang sẽ là sẽ là xây dựng một cái tượng Phật Dược Sư để mà ở bên chùa Hương Sen. Thì nếu như mà chúng ta có thể phát tâm để ủng hộ thì đó là một cái điều rất là tốt. Dạ, thì đó là cái mà quán chân có thể nói được. Rất là cảm ơn dạ mọi người đã cho phép và lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Pháp Ấn, trụ trì chùa Vạn Hạnh, kính thưa quý báu Phật tử. Trước hết chúng con tri ân Thượng Tọa, cũng như là đã cho phép thầy trò chúng con lần đầu tiên qua Canada được đến viếng chùa lạy Phật, nghĩ lại và có một buổi chia sẻ Phật pháp với lại quý Phật tử. Chúng con thành tâm kính nguyện hồng hăng tam bảo gia hộ Thượng Tọa khỏe mạnh, Phật sự chùa Vạn Hạnh phát triển tốt đẹp, để nơi đây thành một nơi tu tập lý tưởng cho cả chúng xuất gia và tại gia, đặc biệt tại đảo Victoria rất là hiếm chùa này. Con cũng xin thành tâm kính chúc quý vị Phật tử tinh tấn tu học, thường xuyên đến chùa với sự hướng dẫn của Thượng Tọa và hộ trì ngôi Tam Bảo, để cho đảo Victoria Canada này càng ngày Phật pháp càng thịnh thịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay được Thượng Tọa cho phép, Giới Hương xin có một buổi san sẻ một ít Phật pháp và ý nghĩa Phật pháp về 10 điều tâm niệm của luận Bảo Hương. Tất cả quý bác biết 10 điều tâm niệm đó chưa? 10 điều tâm niệm này rất là phổ biến ở trong nhà chùa. Nhiều chùa có treo cái bảng 10 điều tâm niệm. Thì hôm nay chúng ta học để mà nhớ. Thật ra thì lời Phật dạy có rất là nhiều, nhưng mà chúng ta học 10 điều, nhớ 10 điều này là kim chỉ nam và là một cái nắp thang thánh hiền cho mình. Sư đọc trước 10 điều, rồi tối nay chúng ta học được tới đâu cứ học. Sau cùng nửa tiếng đồng hồ sau chúng ta sẽ là phán đáp, hỏi bất cứ câu hỏi gì có Thượng Tọa ở đây, có gì Giới Hương trả lời không được thì Thượng Tọa sẽ chỉ giáo thêm nha. 10 điều Phật pháp, 10 điều tâm niệm trong luận Bảo Hương Tam Muội. Thứ nhất, nghĩ đến thân thể đình cầu không bệnh khổ. Quý bác nhớ câu này không ạ? Vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh. Thứ hai, ở đời đừng cầu không khó khăn hoạn nạn. Vì không khó khăn hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Thứ ba, tự xét tâm tánh đừng cầu
không khúc mắc. Vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Thứ tư, xây dựng đạo hạnh đừng mong không bị ma chướng. Vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Thứ năm, việc làm đừng mong dễ thành. Vì dễ thành thì khinh thường kiêu ngạo. Thứ sáu, giao tiếp đừng mong lợi mình. Vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Thứ bảy, với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình. Vì thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu can. Thứ tám, thi ân đừng cầu đền đáp. Vì cầu đền đáp là có mua đồ. Thứ chín, thấy lợi đừng nhúng vào. Vì nhúng vào thì si mê phải động. Số 10, oan ức không cần biện bạch. Vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Tất cả quý bác nhớ 10 này rồi pháo nè. Nhiều khi nói mà không nhớ, nhưng mà đều bây giờ đọc qua thì nhớ là có cái 10 điều này. Dạ vâng. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại 10 cái bức thang thánh hiền này. Thật ra thì có rất là nhiều, nhưng mà Đức Phật tóm gọn lại 4 cái này để giúp cho chúng ta trở ta có cái nhân cách cao thượng, vững mạnh, sống có trí tuệ, vân vân. Thì số 1 là không cầu bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh. Thì chúng ta thấy rằng là bệnh thì là con người ai cũng bị bệnh hết. Và nếu mà không có bệnh thì cái tham dục nó lẫy lừng. Ái bất nhiễm bất sanh tam bà, nghĩa là do lòng ái nhiễm mà chúng ta hiện diện tại đảo Victoria này. Chúng ta là con người, có chồng, có vợ, thương con, thương xe, thương nhà, thương cửa, đều là lòng ái nhiễm hết. Nếu mà không có bệnh, mình không thấy vô thường, mình không thấy cái sự chết chóc, thì mình rất là tham muốn lẫy lừng. Mình cứ nghĩ mình sống lâu, sống hoài, sống mãi. Nhưng mà do mình bệnh, thành ra mình mới tỉnh mà mình tu. Nhiều người tìm đến chùa, nhiều người tìm đến thầy học đạo là vì chúng ta thấy hình ảnh vô thường trước mắt, thấy người thân của mình bệnh, thấy người đó mới nói chuyện với mình mà họ chết rồi, vân vân. Thì chúng ta tĩnh tâm lại để chúng ta tốt tu tập. Bệnh á thì thường do là chúng ta có cái nghiệp sát nhiều cho nên chúng ta bị bệnh, nghiệp sát cho nên chúng ta bị bệnh. Cho nên rằng là khi chúng ta có cái ý mà sát sanh vân vân, thì chúng ta sẽ gieo một cái nhân không có tốt, và khiến cho những cái oán thù mà làm đau đớn sinh vật đó, nó làm thành những con vi trùng trong người mình và nó hại mình. Cho nên rằng là những cái này chúng ta phải sám hối. Và hỡi mà mình ít muốn, ít tham dục thì chúng ta bớt khổ, mà nhiều tham dục thì chúng ta nhiều khổ. Lòng tham của chúng ta rất là vô cùng. Ngay cả con chó, con mèo cũng như vậy, ngay cả người tập nguyền cũng như vậy, họ cũng có rất nhiều tham muốn. Cho nên sống mà ít muốn biết đủ, có bệnh tật làm cho chúng ta tỉnh giác ra. Cho nên trong nhà chùa, nhiều khi mình có một cái gì mà không thắng duyên thì trở lại là cái điều tốt cho mình tu tập. Nhiều người nói tôi bị handicap, tôi bị không có nhanh nhẹn như người khác, tôi không có lanh lẹ, nhưng mà nhờ như vậy mình lại tu tập nhiều, phải không nào? Cho nên là câu thứ nhất Phật muốn nói cho chúng ta biết rằng là nhờ bệnh khổ, nhờ có sự vô thường mà chúng ta bớt đi cái tham muốn, chúng ta tỉnh. Cái thứ hai là đừng cầu không khó khăn hoạn nạn. Vì không khó khăn hoạn nạn thì
thì chúng ta dễ kiêu căng, chúng ta nghĩ là mình giỏi, vân vân. Nguyễn Thái Học có một cái câu là đường đi không khó về non sông cách núi, mà khó về ngại núi ngăn sông. Cho nên quý bác mà mỗi tối sau khi đi làm tớm tới đây tụng kinh 8 giờ, cái đó là một sự cố gắng rất là nhiều. Đó, mình phải chịu khó, mình phải chịu khó, chịu cực thì chúng ta mới thành thánh nhân được. Chứ còn nếu mà sướng hay khỏe thì không thành thánh nhân. Quý vị thấy là Ấn Độ là một nơi xứ khổ, nơi đó lại có Phật, nơi đó lại có nhiều chư Bồ Tát, các A-la-hán, các bích chi Phật xuất hiện. Cho nên rằng là khi chúng ta khổ thì chúng ta dễ trở thành triết, triết giả, triết nhân. Khi chúng ta khổ thì cái chúng ta, cái ý chí của chúng ta rất là mạnh mẽ, thì sẽ giúp chúng ta không thành công thì cũng thành nhân. Có sự tu tập, có học thì mới thấy sự khó khăn gian nan, mới biết là thử lòng của mình vững hay là không, không vững, tinh tấn hay không tính, tinh tấn. Chúng ta hay nói cái câu là thứ nhất là khó nhất là tu tại gia, khó nhì là tu gì? Ở chợ. Mà thứ ba là tu ở chùa. Cho nên tất cả quý bác mà tu tại gia là khó lắm, là vì mình không có nhiều cái thuận duyên. Nhiều khi người bạn đời của mình hay con cháu mình hay người thân của mình nó không đồng với lại cái ý hướng tu tập, mà quý bác giữ được cái thời khóa mặn áo trà, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, cái đó là cái tu nhất, cái khó nhất mà quý bác giữ được. Còn tu ở chùa dễ, ăn chay dễ, là vì ở chùa ai cũng ăn chay, mà mình ăn chay thì nó dễ. Sư thấy nhiều người Phật tử cổ là người bán nhà hàng, mà bán nhà hàng mặn, mà cổ lại phát tâm ăn chay. Cô nói vậy mà mình đâu có bắt cổ ăn chay đâu, tự nguyện cổ phát tâm ăn chay. Cái đó cho nên mình nói tu tại gia là khó đấy. Rồi hỏi cô nên đồ ăn là sao, cô nói cô nên tí xíu rồi cổ nhả, chứ cổ không có nuốt, cái đó mình cũng đâu có bắt đâu. Cho nên mình thấy cha dễ, sư dễ, hương dễ, sư ở chùa vì ai cũng ăn chay hết, thành sư ông dễ. Mà cổ phải nấu đủ món để phục vụ khách hàng mà cổ giữ cái ăn chay tháng này. Cho nên nói tu tại gia là khó, khó mà mình vượt qua được á, thành ra cái chí của mình sẽ rất là vững. Vâng. Khi mà chúng ta có tâm thiện lành khởi lên thì mọi việc sẽ hanh thông, dù khó khăn, nhưng mà cái đó là cái thử lòng mình. Một ngày nào đó chúng ta thấy cuộc sống thật gian nan, nhưng mà chính cái gian nan nó lại là cái thành quả gặt hái rất là lớn cho mình, thật vô cùng có giá trị. Giống như vậy thì giống như nhiều khi mình thấy hạn hán thì lúc đó chúng ta thấy nước mới là quý như vậy đó. Cho nên quý bác đừng ngại khổ, đừng ngại khó, mà cứ vượt mà tu. Không, đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Đức Đạt Lai Đạt Ma nói rằng là không đạt được cái điều chúng ta mong muốn và có nhiều khúc mắc trong đời, đôi khi lại là cái may mắn tuyệt vời. Tức là khi chúng ta không được như ý muốn của mình, hay khi chúng ta có nhiều thử thách, thì Ngài Đạt Lai Đạt Ma nói rằng là đó lại là cái may mắn tuyệt vời cho mình. Vì sao là may mắn tuyệt vời cho mình? Vì cái đó nó giúp cho mình có một cái kinh nghiệm để làm tới mình thành công. Cho nên thất bại là mẹ thành công. Người thông minh là người luôn biết kiềm chế trong mọi hoàn cảnh, suy xét những góc mắt và phản ứng. Đừng một cách lúc nào cái vị đó cũng tích cực, lúc nào cái vị đó cũng lạc quan trong mọi hoàn cảnh. 5-10 điều tâm niệm này giúp cho quý bác lúc nào cũng vui, có tiền không tiền cũng vui, có khó khăn không khó khăn cũng vui, có ma chướng không ma chướng cũng vui.
cũng vui, cũng tu. Hãy sống với thế giới biết ơn những người tạo cái sự khó khăn cho mình, những người tạo cái khúc mắc cho mình, những người khiển trách mình, vì họ giúp mình tăng trưởng định vá và tuệ. Đó nè, khách làm neo có khó chịu, mình mới nhẫn để phục vụ khách. Đấy, thế thì mình tăng trưởng được cái hạnh, hạnh nhẫn. Thầy mà khó thì mình mới nên, chị đó khó, thành ra mình mới giữ gìn ý tứ. Cho nên những cái người mà gây khó khăn cho chúng ta phải cảm ơn họ, vì họ làm cho tăng trưởng cái sự tập trung của mình, tăng trưởng cái sự nhẫn nhục của mình, tăng trưởng cái trí tuệ của mình. Ngay cả chúng ta cũng nên biết ơn những người mà lừa gạt mình, cũng cảm ơn. Nên cảm ơn cả những người hại mình, vì họ đã tăng cái kiến thức cho mình, vì họ đã giúp cho mình tôi luyện tâm trí mình vững bền hơn, tự lực hơn và được thành tổ hơn. Đấy, thành ra sống ở trong đạo là mình không có phiền ai hết, dù người đó có hại mình cách mấy cũng không phiền, vì nhờ họ mà mình mới tôi luyện cái nhân cách của mình. Thứ tư, đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Nhờ ma nhiều mình mới thành tựu. Quý vị nhớ là Đức Phật ngồi thiền 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề thì rõ ràng là có nhiều ma vương đến dụ dỗ phá phách phán nè. Nhưng mà nhờ nhiều ma, nhờ nhiều dụ dỗ như vậy mà ngài mới thành đạo. Cho nên rằng là hỡi vị nào mà còn nhiều cái khó khăn thì vị đó càng thử lửa thử vàng. Có những điều không thể hạ gục chúng ta, nhưng những cái đó làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn. Chính chúng ta là người tạo nên con đường cho chính mình, dù ma có phá bao nhiêu đi nữa, nhưng mà chính ma phá thì mặt ma, còn mình vững ý thì mình vẫn đi tới. Nhiều người khi giơ một ngón tay chỉ trích người khác, giả tỉ mình giơ mình chỉ vậy, thì mình thấy là ba ngón này nó chỉ về mình. Ý nói như vậy, tức là mình có bị ma phá đi nữa, mình cũng không có chỉ trích ma, mà cũng không có phiền hà ma. Vì khi mình phiền hàm chỉ trích thì chính ba cái ngón khác lại phía về mình. Cho nên là chúng ta muốn mình không bị chỉ trích thì đừng bao giờ chỉ trích người khác. Người hiểu đạo thì biết là khi họ chỉ trích mình có nghĩa là do cái nghiệp quá khứ của mình. Người đó giống như là lấy cái chỗ chà quét đi cái sạch cái nghiệp của mình. Còn chúng ta cứ vững cái lập trường mà đi tới. Có một ông thầy đó, ông nói là thưa với lại một đệ tử, thưa với thầy rằng là tối nào con ngủ cũng bị ma phá hết. Thế thì thầy nói khi nào mà ma phá đó, con nhớ lấy cái viên phấn con vẽ vòng tròn con đó, để rồi sư phụ thấy rồi sư